Phát hiện thanh niên có giao diện Binz nhưng hệ điều hành lại giống Độ Mixi, ngồi uống trà đá cực bảnh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mới đây đang tung tăng lướt top top thì dân tình phát hiện ra Binz đã thôi ở bên châu Á mà đang tung tăng đi trà đá về hè đây này. Nhưng mà có gì đó nó lạ lắm. Chứ mái tóc tẩy vuốt ngược và quả mắt một mí rất chi là lấc cấc thì nhiều người lại ngờ ngợ, cứ ngỡ như đây là anh em thất lạc cùng cha khác ông nội của tộc trưởng Độ Mixi thì phải. Giao diện thì rất chi là rapper nhà thơ nhưng hệ điều hành lại kéo ranh chạy bò như anh Độ. Amazing, good job em. Quang đường. Chưa kể outfit chất hơn nước cất, đúng style của người Anh ở Cao Bằng khiến dân tình lú hơn con cú. Trên đời người giống người là chuyện bình thường, nhưng trường hợp này thì tôi cũng chỉ là chịu. Nét đẹp độc lạ quá. Ôi giời ơi. Anh em thấy thanh niên này có nét giống Binzy hay tộc trưởng Độ Mixi? Comment ngay cho TV Chan được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.